thường không có gì để mà bàn luận về vấn đề mà tướng hảo của họ. Quan trọng là cái tâm của họ đã là một bậc A-la-hán rồi thì đương nhiên cái tâm của họ là cơ bản đã đạt đến cảnh giới của sự giải thoát rồi, nhưng mà đạt đến cảnh giới của Phật thì chưa. À, cũng như Đề Phong, thay vì những cái người tu á, người tu á là thường thường á là khi mà các vị tu thì nghe nói là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà là cũng có đôi lúc Châu Phú thấy cũng như là ngài Lục Tổ Huệ Năng, nghe nói ngài rất là nhỏ con ốm yếu, ngài tướng cũng không có hảo nhưng mà ngài tu thì nó cũng đạt. Như vậy thì theo mà Đệ Phong thấy đó, thì cái con người của mình á, thì tướng xấu tật nguyền tu có được hay không, có đạt hay không? Nếu mà nói rộng ra, nói nhiều ra, nói trên, nói dưới, nói trong, nói ngoài, nói trái, nói phải, nói trước, nói sau thì khó mà nói hết được, và cũng khó mà nói để cho người khác hiểu được. Nhưng mà theo quan điểm của tôi, một người thực sự thành Phật là phải có đầy đủ những tướng hảo của một vị Phật. Còn nói đến các vị tổ thì họ chỉ đạt đến trình độ cao nhất thì cũng chỉ A-la-hán, chưa đạt đến cảnh giới của Phật, chỉ là tổ thôi. Cho nên họ có những tướng hảo bình thường thì cũng là chuyện bình thường, không có gì để mà bàn luận về vấn đề mà tướng hảo của họ. Quan trọng là cái tâm của họ đã là một bậc A-la-hán rồi thì đương nhiên cái tâm của họ là cơ bản đã đạt đến cảnh giới của sự giải thoát rồi, nhưng mà đạt đến cảnh giới của Phật thì chưa. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Còn suy nghĩ của người khác thì tôi không biết. Cho nên nếu như mà có nói sai sót thì mọi người cũng thông cảm và bỏ qua cho tôi. Rồi, cảm ơn Đệ Phong ha. Theo anh Nghĩa chia sẻ như thế nào? Rồi cái tới sư cô coi sao ha. Dạ. Thì Đệ Phong nói thì tôi cũng có suy nghĩ gần giống vậy, là tại vì là thường thì một vị Phật là phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì xưa nay là vậy. Nhưng mà những cái người mà tu mà đạt đến cảnh giới thanh tịnh á thì người ta thường đời người ta nói ông đó hiền giống như ông Phật, giống như ông Phật. Hoặc là ông đó là giống như người ta nói ông Phật, ta ca tụng, ta đưa lên như vậy. Nhưng mà thật ra là người đó có cái tánh Phật, cái tánh sáng biết, thì tu đạt cảnh giới đó thì nhiều. Nhưng mà tánh Phật thì nó khác, mà đức Phật thì khác, hai cái nó khác. Ví dụ nói ông đó hiền như ông Phật thì được, nhưng mà nói ông đó là đức Phật thì không phải. Cũng như là nói ai cũng kêu là thầy thì là một cái người mà dẫn dắt người khác, ta gọi là thầy. Ví dụ như thầy dạy toán, thầy dạy quá, hay thầy dạy thợ hồ, thợ mộc gì đó cũng là thầy. Nhưng mà gọi là đức thầy là khác à. Đức thầy là phải cái người đó phải có đức lớn như đức thầy mình á, là gọi là đức thầy. Còn bình thường ta gọi ông đó là thầy, ví dụ thầy Nghĩa hay là thầy Phú hay là thầy Tấn gì đó. Thì ông đó chỉ là thầy, là như là cái người hướng dẫn cho một cái người đó làm công việc gì đó, làm bánh đi, ví dụ nó dạy cái cô làm bánh, thầy tôi đó, thì đó là thầy chung chung. Còn mà nói về đức thầy á là người đó là phải khác à, hoàn toàn khác. Như đức chúa là người đó phải đức độ lớn, hội tụ rất nhiều yếu tố. Cũng như hôm nay nói đức Phật cũng vậy, đức Phật là hội tụ vô số công đức từ bi hỷ xả và vô lượng những cái điều đó mà những cái bậc khác không có được. Còn những người khác có được, chẳng qua thế gian ta nói ông đó hiền như ông Phật, là giống như là mình thấy vậy thì mình nói vậy thôi. Còn đức Phật là khác, hai cái hoàn toàn khác nhau. Dạ, cảm ơn sư Quỳnh Thị Nghĩa. Và kế tiếp nữa thì mời sư cô Tịnh Liên có thể chia sẻ với những cái câu trả hỏi của con cùng với có sự khác biệt với Đệ Phong và sư Quỳnh Thiện Nghĩa không? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Phật. Theo cô suy nghĩ thì là cả hai cũng có phần
nó tương tự, nhưng mà theo cái sự nhận thức của cô á, thì nếu nói về người mà có cái hảo tướng á, mới là Phật, thì nói như vậy nó cũng đúng một phạm vi nào chứ nó không có hoàn toàn. Tại vì á, có nhiều vị người ta cũng có tướng rất đẹp, mà trong cái đường tu tập hoặc người ta làm nhiều việc ác cũng có rất là nhiều, chứ đâu phải là những người có tướng hảo là gọi là người đó sẽ là có một cái cốt chất của người Phật là cũng không đúng. Mà có nhiều vị Phật cũng thể hiện, tại sao mà Đức Ngài Lục Tổ Huệ Năng phải có cái tướng thân hình không có hảo tướng, mà Ngài cũng là tổ thứ bảy? Vì đó là các Ngài muốn thị hiện để cho mình biết rằng trong thế gian này, không phải khi mà mình đến con đường Phật quả không phải chấp vào cái tướng. Nếu mà mình ai cũng đều chấp vào cái tướng là thành Phật thì những cái vị mà người ta rất là tốt mà người ta không có tướng vậy, người ta không thành Phật hay sao? Cho nên con ta có thành Phật hay không, là Phật là ở đâu? Ở ngay cái cốt lõi, nơi trong cái tâm của từng người. Thì nếu như cái tâm ta mà tốt, hoàn toàn, hoàn thiện, thì dầu cái tướng bên ngoài nó cũng sẽ không có, nó cũng phải chỉ là cái phụ thôi. Vì cái này là nó cái tạm, một cái thuyền thôi. Mà nếu mà mình nói là cái người này tướng đẹp, mà là cái người này mà có cái hảo tướng là chắc thành Phật, thì cái nhận xét này rồi thấy theo Đại Phong nói thì rồi cho là nó chỉ có một phạm quy theo sự suy nghĩ của Đại Phong thôi. Chứ theo riêng suy nghĩ của trò thì Phật là cái cốt lõi ở bên trong. Bên trong, tại vì có trong những cái bài kinh giáo lý để lại thì thầy theo sấm của thầy thì trò không có học nhiều, nhưng mà thầy biểu là phải lấy cái cốt lõi, dẹp đi cái phần bên ngoài và hãy lấy cái lõi bên trong. Thì cho nên cái cốt lõi bên trong, cái phẩm chất mới là cái quan trọng nhất. Còn cái hình thức bên ngoài nó chỉ là một cái phần phụ mà thôi. Còn về con người mà theo nãy á, Huynh Phú để Phú hỏi là con người không có tướng hảo mà còn khiếm khuyết á, có thành Phật hay không, thì cái câu này nó không có dính vào trong cái chỗ tướng hảo. Tại vì cái người mà theo lời Phật dạy khiếm khuyết thì người ta không đủ căn. Không đủ căn thì tất nhiên là đời trước mình đã không có tu tập nó hoàn thiện, cho nên mình còn trong một mình còn vướng vào một cái nghiệp tội nào đó, nên đời này mình sanh lên mình khiếm khuyết tật nguyền. Thì cái đó là không phải là một vị có thể hiện là có thể đạt đến cái cảnh giới cao nhất, vì người ta còn tan trả trong cái dòng nhân quả của người ta. Cho nên người không có tướng hảo mà người ta thân hình đầy đủ sáu căn thì mới gọi là hoàn thiện và có thể đi tu đến thành tựu con đường Phật quả. Còn theo cái sự, đây là sự suy nghĩ của riêng bản thân của trò. Nếu như cái gì không có đúng thì nhờ Huynh Phú và để chia sẻ thêm, góp ý thêm. Nhờ Huynh Phú lộn tên là Huynh Nghĩa. Huynh Nghĩa. Huynh Nghĩa. Con cảm ơn sư cô. Và vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, Châu Phú chỉ là người phàm. Châu Phú cũng không có tu tập mà không có thuộc trong giáo lý nhiều giống như các sư huynh đệ. Thì theo Châu Phú nghĩ thì tất cả cô chú anh chị, người không hảo tướng hay là hảo tướng gì á, là Châu Phú thấy là cũng là Phật hết trơn á. Tại vì nếu mà muốn là thống hạ đồ đao lập địa thành Phật, cho dù quý vị nào mà có làm mà lỡ làm gian ác đó, giết cướp bóc đó, thì Châu Phú nghĩ nếu mà như không, quý vị buông xả xuống hết trơn luôn á, mà xả phải cho thanh tịnh, buông hết trơn, hướng về con đường Phật pháp, hướng về Phật, thì thế nào quý vị cũng sẽ được đắc về cái quả Phật.
Thì qua cái đoạn video của bốn thầy trò ha, sư huynh đệ, thì có gì sơ sót mong quý cô chú anh chị hoan hỷ và tha lỗi bỏ qua. Và có gì thì các bậc cao minh cao đồ thấy là anh em cái nào mà sáng suốt hay thì comment lên một comment, cái ý đó là rất là tuyệt vời, thì để cho anh em chúng con sẽ cố gắng tu tập tốt hơn. Và chúc quý vị sức khỏe bình an nha. Bây giờ trước khi kết thúc thì Nghĩa xin đúc lại lời của sư cô một tí. Cái chỗ là mình phân biệt, để phân biệt là Phật tánh và Đức Phật, chứ không phải nói là cái người xấu tướng mà tu không thành Phật. Nên phải phân biệt rõ chỗ đó. Có nghĩa là ông Phật tánh là có từ người giàu, người nghèo, người tật nguyền, người câm điếc gì cũng có Phật tánh hết. Ai cũng có thể tu thành Phật được hết. Còn nhưng mà riêng về Đức Phật phải là một cái người hoàn hảo. Riêng nói về Đức Phật đã hoàn viên mãn cái một vị Bồ Tát, một vị Phật á, thì Đức Phật lúc nào cũng phải hội đủ các yếu tố để trở thành một vị vĩ đại của nhân loại thì khác nữa. Còn nếu mà nói tu mà để thành Phật á, thì ai tu cũng thành Phật hết. Con rắn, con rùa, con chim nó tu cũng thành Phật nữa. Chứ không phải là nói mình xấu tướng hay là đẹp tướng tu mới thành Phật. Cái đó là nói về Phật tánh nó khác. Còn nói về Đức Phật á, là khi là đã thành Phật rồi thì lúc nào ngài cũng hội đủ các yếu tố đó. Còn mình là chỉ là Phật tánh mình có. Bữa nãy thì Nghĩa mới nói là ông đó ông hiền giống như ông Phật, chứ không phải là Đức Phật, hiểu không? Mình cũng có Phật tánh, cũng có sáng biết, cũng có những cái mà giác ngộ, nhưng mà viên mãn như Đức Phật á, thì lại phải còn thêm một giai đoạn nữa. Cảm ơn anh Nghĩa. Thì thưa anh Nghĩa, sư cô, thưa Đại Phong, thì theo Châu Phú nghĩ á, Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành như ta. Thì chúng sanh là ai? Chúng sanh là tất cả chúng sanh, người nào cũng có thể làm Phật. Đúng. Nhưng mà khi làm Phật rồi á, theo Châu Phú nghĩ á, đã không có còn là phân biệt là Phật này cao, Phật kia thấp nữa. Đúng rồi. Các vị đã chứng quả rồi. Đã đắc quả thì cũng như đồng nhân nhau, bất động như nhau. Cũng yêu thương chúng sanh giống như nhau, nhau, giống nhau. Cũng độ chúng sanh đúng, như nhau. Đúng rồi. Cho nên á, là Châu Phú mới nghĩ á, là tất cả các vị mà đã chứng quả, không có cần tướng xấu, tướng tốt, tướng đẹp gì hết. Nhưng mà quan trọng là cái tâm hướng về Phật Pháp và độ chúng sanh. Thì đó là các vị Phật, chứ Châu Phú không có chấp vô trong cái tướng. Giống như bây giờ là tướng Châu Phú nè, đen đúa xấu lùn nè ha. Đó, mà bây giờ Châu Phú nghe nói là thôi tu bây giờ là không thể nào thành Phật được đâu, thì Châu Phú sẽ buông hết trơn tất cả và không tu, lo đi chơi được cho đã đi thôi ha. À, theo Châu Phú thì suy nghĩ vậy. Thì có gì khiếm khuyết thì mong sư cô Đệ Phong cùng với huynh Nghĩa sẽ giải đáp và hướng dẫn cho Châu Phú trên cái bước đường tu tập tốt hơn nha. Thì đúng rồi, sư cô nãy nói là đúng đó. Sư cô cũng nói là giống như mình Phật tánh thì không có phân biệt là tướng xấu tướng tốt. Ai cũng có Phật tánh và ai cũng có thể thành Phật. Đúng rồi. Chứ không phải là mình nói cái ông đó tướng xấu mà tu không thành Phật, hay là con rùa nó tu không thành Phật, cái đó không phải. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là chúng sanh là nói chung là tất cả chúng sanh có khả năng thành Phật hết. Dạ. Đó. Thì theo Châu Phú nghĩ đó, tại vì á các vị Phật thì phải có là cái đức độ lắm mới được làm Phật. Làm Phật thì đương nhiên phải yêu chúng sanh. Giống như chúng ta mà mỗi khi đó, lúc trước trường tường, trường trai an lạc, thì á gặp kiến á, là muốn xịt, gặp dán vô nhà là muốn đập ha. Còn khi mà bây giờ chúng ta phát tâm tu từ từ, tập sửa từ từ, thì mình gặp mấy con kiến bước ra ngoài đường đó, thì á là gặp Đại Phong vô tình đạp ngay chân cái tổ kiến đó, cho phúng nó, ê Đại Phong dở chân lên, hay là anh thì nghe dở chân lên, thấy không? Thì sợ những chú kiến đó mình vô tình mà không thấy mình đập chết. Hay là đi vô trong toilet thì mình phải nhìn xuống dưới cái nhà tắm ở nhà cầu đó, coi có con nào nó chết trong đó không. Chết thì ngày xưa mình đâu biết, mấy con nhỏ nhỏ mình dội luôn. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ, nếu như mà mình á chết, ai bỏ mình vô trong nhà cầu vậy đó, rồi đổ xuống dưới đó, thì mình sẽ sống ở trong đó. Nghe nói sống trong những cái chỗ dơ thì khó thoát khỏi luân hồi. Thì thành ra là mình suy nghĩ, mình quán, mình tội nghiệp nó, thì mình vớt nó ra. Đó, thì theo Châu Phú nghĩ, người nào cũng có cái tánh Phật nó lộ ra vậy.
Thì sư cô có muốn bổ sung chi tiết gì nữa không sư cô? Sư cô nãy giờ muốn bổ sung gì vậy cô? Bổ sung gì cô? Châu Phú nói vậy là quá đầy đủ rồi. Thì đó là cũng là tánh Phật. Nếu mà ai cũng có được những cái từ trong những cái việc nhỏ nhất là nó mới đưa đến thành tựu cái việc lớn, chứ ta đừng có xem thường cái việc nhỏ. Thường chúng ta cứ chú trọng vào việc lớn mà vô tình những việc nhỏ mà nó tổn mình không hay. Đó là cũng một cái đề tài rất là hay. Rồi thôi, thì sau khi kết thúc video này thì cô cũng xin kiến nghị là cho anh Thiện Nghĩa để một đoạn sấm giảng của thầy, để cho có một cái tinh thần săn ha vui tươi hơn. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi em mời sư huynh. Thì đọc một đoạn giảng ha. Ta có tình yêu rất đậm nồng đây. Tùy duyên, tùy duyên hành pháp đi. Thôi về nói về tịnh đi. Tịnh đạo ha, có thích tịnh đạo không? Rồi mời cô luôn, mời sư huynh luôn. Thì thôi thì tất cả chúng ta là con nhà Phật thì tu là Đức Thầy dạy mình tu tịnh độ hoặc là tu thiền. Thì hai pháp môn thù thắng mà ngày xưa nay các vị đã tu chứng đắc và có kết quả. Thì hôm nay Đức Thầy dạy mình cái pháp môn tịnh độ rất là hay. Thì hôm nay thì Nghĩa cũng xin đọc tặng cô với Long ha. Nam mô A Di Đà Phật. Cõi tịnh độ lâm điều thanh nhà, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng thế. Mau thức tình tu thân kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quá lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng qua đến e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo khổ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết cao thân tánh hành cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Ao sen bảo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc.
dỡ đừng cho ma dương dần dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thất tình dữ dạng đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiệm, thập tam ma diệt bằng trí kim, rứt xong rồi vô sự thành thơi, biển hồng trần lao lý diệu vơi, xô đẩy mãi trong dòng ngủ trượt. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn sư Quân Thiện Nghĩa, cảm ơn sư cô Đại Phong nha. Xin đồng kính chúc cho tất cả quý vị lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, lúc nào thân tâm cũng thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Và Nam mô A Di Đà Phật. Thiện Nghĩa xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo nha. Chúng ta sẽ đàm đạo về Phật pháp để chia sẻ, để mình rút kinh nghiệm mình trên đường tu nha quý vị. Có gì sơ sót mong quý vị bổ chính thêm, để chương trình mình càng ngày sẽ đem lại niềm vui cho mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý vị, video cũng đã dài, cho phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Nam mô A Di Đà Phật.